Có thể bạn không tin, nhưng chỉ còn 300 năm nữa thì trái đất đã sớm rơi vào tình trạng cằn cỗi vô tận. Ngay cả những con vật còn sống cũng không thoát khỏi vận hạn bị con người đẩy đến tuyệt chủng. Ngày hôm đó, một giọt nước bỗng dưng từ trên trời xanh rơi xuống. Sau đó một bông hoa nở trên mặt đất, người đàn ông hoảng sợ cảm thấy có gì đó không ổn, thế là anh ta lập tức đưa con rời khỏi đây. Đêm đến về nhà, người đàn ông nằm mơ, dưới ngọn núi cuối cùng còn sót lại, cả trái đất rơi vào tình trạng bị thiêu cháy khô cằn. Trái đất bị nhuộm đỏ máu, lũ lụt bất ngờ tấn công con người. Trong chốc lát vạn vật đều bị tiêu diệt, anh ta tỉnh dậy từ trong giấc mơ cuối cùng cũng hiểu ra. Đấng tạo hóa căm ghét và muốn hủy diệt cả thế giới. Thế là vào ngày thứ hai, gia đình anh nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Đi đến ngọn núi xuất hiện trong mơ của anh, hôm nay khi đi đến trước một hầm mỏ bỏ hoang, họ đã dừng lại nghỉ chân. Bởi vì họ phát hiện dấu vết sự sống con người ở đây. Nhưng khi họ tiến vào xem, lúc này những người âm thầm sống ở đây đã bị giết hại tàn nhẫn. Chỉ còn một bé gái với chút hơi thở cuối cùng. Nhưng vết thương sâu ở bụng đã sắp lấy đi tính mạng cô bé. Khi vợ người đàn ông đang chuẩn bị cứu cô bé, những kẻ giết hại con người đã quay trở lại. Chúng lập tức lao về phía gia đình anh ta, không còn cách khác, người đàn ông chỉ đành ôm cô bé bỏ chạy thoát thân. Nhưng sau khi qua một ngọn núi, cảnh xuất hiện trước mặt họ chính là đất bị thiêu cháy khô cằn. Mà những tảng đá xếp thành từng hàng đã báo hiệu rằng phía trước là nơi con người không thể đặt chân đến nữa. Nhìn những kẻ truy đuổi ngày càng đến gần, người đàn ông đành giao bé gái trong lòng cho con trai. Anh ta bảo vệ cho mọi người chạy trốn. Khi anh quay lại thì đột nhiên bị người khổng lồ xuất hiện đánh ngất. Đợi đến khi Noe tỉnh lại, anh ta phát hiện cả gia đình lúc này đã bị nhốt trong một cái hố khổng lồ. Và người giam giữ họ chính là người đá thiên thần Sa Ngã. Họ từng giúp đỡ loài người làm trái với ý định của đấng tạo hóa, nhưng cuối cùng lại bị con người tiêu diệt. Vì vậy họ rất căm ghét con người. Chính vào lúc bọn họ định giết gia đình Noe, anh ta lại nói với họ anh chính là con cháu của Methuselah, hậu duệ của trưởng lão từng giúp đỡ người đá. Sau khi cân nhắc cuối cùng, người đá quyết định tha cho bọn họ, để bọn họ tiếp tục ở đây tự sinh tự diệt. Nhưng vừa đến nửa đêm, một người canh gác bất ngờ xuất hiện. Anh muốn lén để gia đình Noe rời khỏi nơi đây, sau đó hộ tống mọi người đi đến lãnh địa của người khổng lồ. Nhờ vậy mà bọn họ mới đi ra khỏi vùng đất bị thiêu cháy khô cằn. Hôm nay họ đã được ngọn núi cuối cùng, Noe muốn người canh gác ở lại trông chừng gia đình của mình. Còn anh và người con trai cả cùng đi lên ngọn núi, để tìm người tu tiên bất tử đang lẩn trốn ở trên ngọn núi này. Ông nội Methuselah của Noe, sau một thời gian ngắn làm quen với cháu trai, ông lập tức đưa tay ra khiến cậu bé ngất đi. Sau đó là cuộc trò chuyện của người lớn, Noe bộc bạch về giấc mơ của anh với Methuselah. Đấng tạo hóa sắp hủy diệt thế giới, đợi khi anh uống hết một tách trà, giấc mơ lúc đầu lại hiện ra. Một hạt giống biến thành chiếc thuyền cứu thế, trận đại hồng thủy sẽ phân chia thiện và ác. Mọi sinh vật đều được cứu sống, nhưng con người cuối cùng lại tuyệt chủng. Đợi khi Noe tỉnh lại từ trong giấc mơ, Methuselah đang chơi trò chơi cùng con trai của anh. Khi anh chuẩn bị rời đi, ông ta đưa cho Noe một hạt giống, bảo anh hãy quay về vùng đất bị thiêu cháy cằn cỗi. Sau đó anh lập tức gieo hạt xuống dưới đất. Đợi đến sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên lập tức ra ngoài kiểm tra. Thì ra người canh gác này vì giúp đỡ loài người đã bị đồng bọn trừng phạt. Chính vào lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, Noe hy vọng bọn họ có thể ở lại giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả lại khiến người canh gác khác tức giận. Chính vào lúc anh ta định giết Noe, hạt giống tối qua mới gieo bất ngờ nảy mầm. Mảnh đất cằn cỗi đột nhiên phun nước, điều này khiến cho những người đá canh gác vùng đất này nghìn năm vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó những nơi mà nước chảy qua đều bùng nổ sức sống. Mảnh đất mới đây còn cằn cỗi giờ đã mọc cây cao chót vót. Bất cứ nơi nào nước đi qua, vạn vật đều bắt đầu hồi sinh. Mà người canh gác cũng kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt. Vì vậy họ đã quyết định tuân theo ý định của đấng tạo hóa giúp đỡ Noe. Sau đó, một cuộc chạy trốn chấn động của động vật sắp bắt đầu. Vạn vật trên thế giới bắt đầu đi lên thuyền tận thế. Nhưng con người là loài vật duy nhất vĩnh viễn bị tước đoạt tư cách. Cùng lúc đó, công việc xây thuyền của người đá vẫn đang tiếp tục. Mà cô bé được cứu và con trai cả xem của Noe cũng đã trưởng thành. Bọn họ rượt đuổi và đùa giỡn với nhau trong rừng rậm. Nhưng vết thương lúc nhỏ đã khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng và đau lòng. Con trai thứ của Noe thấy anh trai mình có người yêu sắp thành vợ chồng. Còn bản thân chưa từng qua lại với cô gái nào, điều này khiến cho anh luôn cảm thấy bất hạnh. Nhưng vào ngày hôm nay, trong rừng đột nhiên xuất hiện hai cô gái. Cậu ta nóng lòng muốn đuổi theo thăm dò, nhưng đột nhiên có kẻ lao ra muốn tấn công. Ngay sau đó bất ngờ có một tên bạo quân lao tới giết hắn. Mục đích tên bạo quân đến đây là vì hắn biết đấng tạo hóa sắp hủy diệt thế giới. Mà hắn và người của hắn cũng nằm trong số đó. Nên hắn đã thống lĩnh hàng vạn người đến đây, muốn bắt Noe cho chúng lên tàu khi ngày tận thế đến. Chúng lập tức bị Noe từ chối, vì đấng tạo hóa đã tạo ra trận đại hồng thủy ngày tận thế này. Chính ông là kẻ muốn tiêu diệt loài người. Điều này đột nhiên khiến tên bạo quân tỏ ra tức giận. Hắn chuẩn bị dùng ưu thế quân số để vây hãm Noe.
Nhưng chính vào lúc này, theo mệnh lệnh của Noe, tất cả những người đá ở dưới mặt đất đột nhiên đứng dậy. Hàng chục người đá với sức mạnh áp đảo đứng chặn trước mặt Noe. Điều này lập tức khiến tên bạo quân mất đi tinh thần chiến đấu, thế là hắn đành bất lực rời đi. Nhưng sau khi hắn trở về lãnh địa, hắn lập tức luyện thép, đồng thời bắt đầu huấn luyện binh lính. Hắn thề rằng trước khi cơn đại hồng thủy tận thế kéo đến, hắn sẽ giành lấy chiếc thuyền do người đá xây. Sau đó là cảnh tượng các loài động vật được gọi đến còn hoành tráng hơn. Vô số các loài gia súc, gia cầm, động vật hoang dã đều kéo đàn kéo đống đến đây. Các giống loài và kẻ thù thiên nhiên đều hòa hợp với nhau đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Sau đó chúng lũ lượt lao về phía trước thuyền. Mọi sinh vật đã hội tụ ở đây, nhưng tên bạo quân Ken ở bên này vẫn tàn nhẫn giết chết động vật sắp tuyệt chủng. Noe không chịu được nên trong đêm anh đã âm thầm đi đến lãnh địa của tên bạo quân. Anh muốn xem thử liệu có còn người lương thiện xứng đáng được cứu giúp hay không. Nhân tiện tìm vợ cho hai đứa con trai của mình. Nhưng với thế giới hỗn loạn, lòng người thay đổi, bọn họ tùy ý cướp bóc buôn bán, giết chóc và lòng tham. Lúc này mọi cuộc tấn công dữ dội đều đập vào mặt Noe, mà dòng máu tươi dưới chân sớm đã thấm đẫm mặt đất. Đây không phải cảnh tượng ở trong giấc mơ của Noe sao? Thế là anh ta tức giận trở về, đồng thời lập tức yêu cầu mọi người đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Bởi vì dự cảm nhạy bén của anh cho thấy, thảm họa không thể trốn chạy đó sắp ập đến. Mà loài người tham lam cũng không thể may mắn thoát được. Ngay cả anh và gia đình cũng sẽ chết. Chuyện này khiến người vợ cảm thấy bất công. Dù họ đã tận tâm giúp đỡ đấng tạo hóa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có kết cục bi thảm. Vì thế cô tự mình lên núi tìm đến người tu tiên bất tử Methuselah. Mong ông ta sẽ ban ơn mà giữ lại hậu duệ. Nhưng Methuselah biết rõ trò đùa của đấng tạo hóa. Cho dù ông có can dự vào, thì đấng tạo hóa chắc chắn sẽ dùng cách khác để kết thúc chuyện này. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, Noe lập tức ra lệnh cho cô gái đi tìm ba người con trai của mình nhanh chóng lên thuyền. Nhưng khi cô đi sâu vào trong rừng, thì vô tình phát hiện Methuselah đang tìm trái rừng để ăn. Ông ta đưa tay ra chạm vào bụng cô, nhờ thế mà cô đã hồi phục lại chức năng làm mẹ. Cũng từ đây, một thảm họa tàn khốc sẽ thử thách bản chất con người nhiều hơn nữa. Con trai thứ tận mắt thấy thảm họa tận thế sắp ập đến, nên anh muốn kéo cô gái ở lãnh địa của tên bạo quân lên thuyền. Nhưng vào lúc này, cô không may bị một chiếc bẫy thú tấn công. Thấy quân của tên bạo chúa cuối cùng cũng bắt đầu cuộc chiến cướp thuyền. Vì vậy Noe bất lực chỉ có thể kéo con trai mình về thuyền. Nhưng cùng lúc đó, hạt giống báo thù người cha đã gieo rắc trong lòng cậu. Trận chiến hủy diệt thế giới giữa con người và thiên thần bắt đầu. Đúng lúc trận đại hồng thủy ngày tận thế nhấn chìm cả thế giới kéo đến, con người vì muốn đi con thuyền cứu nạn, họ bắt đầu tấn công con thuyền mà vô số thiên thần sa ngã bảo vệ. Tên bạo quân Tiêu Bồ nhắm chuẩn thời gian, hắn dùng một thanh gươm đâm vào tim thiên thần sa ngã. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên lóe sáng. Những thiên thần sa ngã bị đấng tạo hóa trừng phạt cuối cùng cũng được tha thứ. Người đá ngàn năm thấy đồng đội được giải thoát nên tức giận nổi điên lên. Tuyến phòng thủ của họ cuối cùng đã bị xé toạc thành lỗ thủng khổng lồ. Tên bạo quân bị thương nặng, nhìn thấy chiếc thang xây thuyền còn sót lại, thế là hắn âm thầm leo thang lên trên thuyền. Nhưng cuộc chiến giữa loài người và người đá vẫn đang tiếp diễn. Người đá trấn thủ trước cửa chiếc thuyền thấy kết cục đã định sẵn. Sau khi đau lòng nói lời từ biệt với Noe, nó lấy hết sức mình tự xé toang lồng ngực, dùng cơ thể tan vỡ để ngăn cản đợt tấn công cuối cùng về phía Noe và con thuyền. Nhưng chính vào lúc này, trái đất đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Trận đại hồng hủy diệt thế giới liên tục kéo đến, cột nước phun trào trong nháy mắt đã giết chết vô số loài người. Những con sóng cao hàng nghìn feet bắt đầu tàn phá trái đất một cách tàn nhẫn, hủy diệt toàn bộ nơi chúng đi qua. Món quà mà loài người từng được ban tặng là 3 phần đất liền 7 phần đại dương. Trong chốc lát đã bị biển lớn thu hồi, con thuyền cuối cùng của nhân loại đã bị nhấn chìm trong dòng chảy đại dương bao la. Tiếng khóc than của loài người vang vọng khắp trái đất. Khi con thuyền của Noe ra khơi, thế giới cũng tuyên bố diệt vong. Gia đình Noe cũng là những người duy nhất còn sống sót. Vì để giữ lại ý muốn của đấng tạo hóa, Noe đề nghị con trai cả chôn cất cho mình và vợ. Còn con trai thứ chôn cất cho vợ chồng con trai cả. Con trai út chôn cất cho con trai thứ. Cho đến khi người con trai út chết đi, nhân loại sẽ bị hủy diệt theo những gì đấng tạo hóa mong muốn. Nhưng vào lúc này không ai ngờ rằng, tên bạo quân vào lúc thuyền ra khơi, đã cắt xuyên qua thân thuyền và chui vào trong. Mà tất cả chuyện này đều bị con trai thứ của Noe nhìn thấy. Anh không những không ngăn cản tên bạo quân, còn lén đem thức ăn cho tên bạo quân để hắn sống tiếp. Chỉ vì cha cậu không giúp cậu ta cứu bạn gái, vì thế cậu căm ghét cha mình. Thậm chí còn định hợp lực cùng với tên bạo quân giết cha mình. Cùng lúc đó, nhận được lời thỉnh cầu của vợ Noe, người tu tiên bất tử Methuselah đành phải ban ơn cho hậu duệ của mình. Khiến cô gái mất đi khả năng sinh sản lại có thể mang thai một cách thần kỳ. Cô gái hạnh phúc đến bên chồng, báo cho Noe biết tin tức quý báu này. Nhưng kết quả là Noe lại cảm thấy như sét đánh ngang tai. Anh đã nhẫn tâm giúp đấng tạo hóa hủy diệt cả nhân loại. Chuyện con dâu mang thai khiến mọi cố gắng của anh đều đổ bể. Anh tức giận đi lên nóc con thuyền, trách đấng tạo hóa đã lừa dối mình. Nhưng anh không biết, đây là món quà mà người vợ đã cầu xin tổ tiên ban tặng.
Nhưng lúc này anh phải đối mặt với một quyết định khó khăn hơn, sau khi chịu số phận giết chết cả nhân loại. Anh buộc phải giết chết đứa trẻ trong bụng con dâu. Nếu không, cái chết của toàn bộ loài người sẽ trở nên vô nghĩa. Chính vào thời khắc anh đưa ra quyết định, thì trời đột nhiên sáng lên, mưa gió sương mù tận thế đều dừng lại. Dường như đấng tạo hóa rất hài lòng với quyết định của anh. Khi mọi người đến trước mặt Noe, Noe liền nói ra quyết định cuối cùng với mọi người. Nếu như cô gái sinh ra con trai, ông sẽ cho phép nó sống sót vì để lo chôn cất cho người con trai út. Nhưng nếu sinh ra con gái, thì anh chỉ có thể tự tay giết chết đứa trẻ. Cứ như vậy họ lênh đênh trên biển vài tháng, người mẹ lén cùng với đứa con trai nhỏ đánh thức hai con quạ. Sau đó thả chúng ra ngoài đi tìm lục địa. Từ đó lén đưa cô gái mang thai rời khỏi nơi đây. Nhưng con quạ mỗi lần quay lại, không hề có vết đất nào dưới chân nó. Điều này đã báo hiệu không hề có vùng đất nào thoát khỏi trận thảm họa đó. Thấy ngày dự sinh của con dâu đến gần, người vợ tìm đến Noe cầu xin anh hãy tha cho đứa con trong bụng cô gái. Nhưng lúc này Noe đã hạ quyết tâm, cứ như vậy người vợ đã tức giận đoạn tuyệt quan hệ với anh và nguyền rủa Noe bằng vô số lời độc địa. Mà sự trả thù của con trai thứ với Noe cũng lặng lẽ bắt đầu. Cậu ta cấu kết với tên bạo quân giết chết một số động vật trên tàu. Sau đó dụ dỗ Noe đến kiểm tra, tên bạo quân lén xuất hiện và chuẩn bị giết chết Noe. Cùng lúc đó, ngày dự sinh của cô gái xảy ra đúng như lịch trình. Nhưng không may là, đứa con cô sinh ra lại là con gái, hơn thế còn là hai bé gái sinh đôi. Con trai cả không nỡ nhìn con mình bị bố giết chết, vì để bảo vệ con mình, anh cũng cầm vũ khí chuẩn bị đi giết cha mình. Nhưng vào lúc anh sắp giết chết Noe, tên bạo quân đang chiến đấu với Noe đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Vào thời khắc quan trọng, con trai thứ không chịu được bất ngờ xuất hiện và giết chết tên bạo quân. Cuối cùng khi Noe chuẩn bị giết hai đứa bé gái, anh đã giết cả nhân loại nhưng không thể giết cháu gái của mình. Ở phần kết câu chuyện, chim bồ câu hòa bình mang theo cành cây trở về. Cuối cùng thì họ cũng tìm thấy được mảnh đất cuối cùng còn sót lại của nhân loại. Mà sự sinh sôi của họ vẫn còn tiếp diễn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.